Các bạn ơi, giấc trưa nay tôi đang đi này, tôi đang đi trên cái hè của cái trục đường có tên là đường Âu Cơ các bạn ạ. Đây các bạn nhìn, đấy, cái đường Âu Cơ này là nối Nghi Tàm lên với Nhật Tân các bạn ạ. Đây cái Nghi Tàm là ở cái nút giao rẽ xuống khách sạn Thắng Lợi đấy, là nối Nghi Tàm. Đấy, các bạn thấy không? Hà Nội bây giờ đang xây dựng là cái trục đường này là cái trục đường D, nhưng mà họ sẽ hạ cái đường mặt D xuống đấy. Các bạn nhìn thấy các cái cọc lắc sen đóng để mở rộng đường, hạ cốt mở rộng đường xuôi về dưới Nhật Tân nhé các bạn ạ. Đây giấc này là giấc trưa rồi. Đây tôi đang đứng đây là làng Nghi Tàm này các bạn này. Ồ, đây là cái cổng làng Nghi Tàm đây này. Đây là Nghi Tàm đây à? Ồ, ngõ 13 đường Âu Cơ. Đây có cái chữ làng Nghi Tàm này các bạn này. Giờ là đúng là 13 giờ trưa, có nghĩa là 1 giờ chiều. Đấy các bạn cùng đi với tôi nhé, xuống cái làng Nghi Tàm này, bước hạ. Đấy các bạn thấy ánh nắng đẹp không? Tôi ưng đi các giấc trưa lắm. Đây cái làng Nghi Tàm này, không rẽ ra đâu. Nhà cho thuê. Đây có lẽ đây là không gian này cũng là không gian Hồ Tây đấy các bạn ạ. Nhà số 3, ngõ 13 đường Âu Cơ để im lìm này. Rất chưa im lìm. Đây. Đây, các bạn này, đặc biệt là cái vùng đất gần Tây Hồ là các cái rất nhiều cái dàn hoa tigon gôn này. Tôi yêu cái sắc hoa tigon gôn này lắm. Đấy, cứ đi long ruổi cái không gian Hồ Tây này. Đây các bạn nhìn này. Đấy, một ngôi nhà số 6. Các bạn thấy im phăng phắc chưa? Ồ, ra đây là gặp đường rồi. Đây họ đang ăn trưa đây này. Đây tôi xem đây là đây là phố Từ Hoa các bạn ạ. Đây phố Từ Hoa này, một cái ngõ của cái trục phố Từ Hoa. Đây là cái khách sạn Seaton. Đấy, khách sạn Seaton thì là cũng là một cái khách sạn 5 sao. Đấy, nằm trong cái vùng đất Nghi Tàm đó các bạn ạ. Đấy, phía trước các bạn thấy chưa? Là một cái không gian hồ. Đấy, cái khách sạn Seaton này là tôi nhớ là năm 2006 mà Tổng thống Mỹ Bush con cùng với vợ sang bên này là ở khách sạn này này các bạn này. Đấy.
Đấy, các bạn tuyệt vời cho các bạn. Đây là phố Tử Hoa các bạn nhé. Đấy, đứng đây là yên ắng lắm. Thế cái trục thẳng đây là thế rẽ lên cái trục đường phía cao trên mà có cái tòa nhà Tân Hoàng Minh ấy là cái trục đường Xuân Diệu đấy các bạn. Đấy. Đây, cái hồ này họ cũng đã kè rồi. Thế các bạn ơi, Tử Hoa là chính là tên của công chúa. Con vua Lý Thần Tông đấy các bạn ạ. Đấy. Tử Hoa là công chúa của con vua Lý Thần Tông. Thế thì vua Lý Thần Tông thì ông ấy sinh ở Hoàng Thành Thăng Long. Tôi đi một chút nhé. Ông sinh ở Hoàng Thành Thăng Long năm 1116. Và ông ấy mất là năm 1138, là có 22 tuổi ông mất. Mà ông ấy trị vì cái nước Đại Việt này là trong vòng 10 năm. Đấy. Từ năm 1128 đến năm 1000, đến khi ông mất là năm 1138, là 10 năm đấy. Ông là cái vị vua, để tôi quay này, thứ năm của cái đời nhà Lý. Đấy, trị vì cái nước Việt mình ngày đó gọi là cái nước Đại Việt đấy các bạn ạ. Đây, tôi để đi vào đây xem. Đây có cái lá cờ. Ừ. Ông ấy kế vị ngai vàng là đâu phải là do vua cha để lại. Đấy, vua Lý Thần Tông thì kế vị ngai vàng là không phải do vua cha để lại. Mà ông ấy gọi là ông vua Lý Thánh Tông là bằng ông. Thế còn gọi ông vua Lý Nhân Tông thì là bằng bác. Đấy, vua Lý Nhân Tông này. Hôm tôi có bất giác vô tình tôi đi ở cái đình Yên Thái ở trong cái ngõ Tạm Thương ấy, thì tôi mới biết là cái nơi đó là cái nơi sinh cái vị vua Lý Nhân Tông ở nơi đó. Đấy. Ông là con của vua Lý Thánh Tông với cả bà Nguyên Phỉ Lan. Đấy thì Tử Hoa này. Tử Hoa thì là cô con gái là con vua, công chúa con vua, nhưng mà từ nhỏ ấy thì là công chúa Tử Hoa này. Rất là yêu thích cái công việc là trồng dâu nuôi tằm. Đấy. Và công chúa này thường xuyên là lui tới các cái nhà tằm của cung nữ. Đấy, thấy vậy thì là trước khi mà vua Lý Thần Tông mất thì là ông có cho xây một cái cung điện đấy dành riêng cho công chúa Tử Hoa. Đấy, để làm sao để là công chúa có thể cùng các cái cung nữ trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ và dệt vải. Đây là hôm nay là tôi đang đi trên con phố mà mang tên là công chúa Tử Hoa đây. Đây phố Tử Hoa đây. Đấy, đến một cái nữa. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Đấy phố Tử Hoa. Đấy các bạn. Đấy cứ giấc trưa là quán nước trà đá ăn xong lướt mạng ở đây này các bạn này. Đấy trước cái dưới cái gốc cây si. Đấy, các bạn thấy là cái đường góc cua vuông góc cái này. Đấy, giờ là cẩn thận về giao thông, đặt cái gương cầu lồi này.
Đây, góc này là Lạng Yên, là một cái hiệu, một cái quán cắt tóc hè đường, các bạn thấy hay không? Đây, tôi đang đi vào cái đường mang tên Công Chúa Từ Hoa đấy. Ôi, còn đây là tôi không hề tôi biết đây là cái đình hay cái đền gì đấy. Đấy, các bạn thấy chưa, là các cái khu nhà, khu đất xây đây giờ giá trị lắm, trong cái không gian Hồ Tây. Đây là cái gì đây? Không biết nữa. Trời ơi. Đây là một cái ngôi đền, không thấy có cửa. Đây, ngõ Từ Hoa cứ đan vào nhau. Ngõ 44 Từ Hoa. Đây, một cái ngõ hẹp. Rồi có lẽ tôi sẽ quay ngược ra các bạn ạ. Không rõ là cái, nó chỉ làm cái đền nhỏ thôi, quay lại không có, không có cửa vào các bạn ạ. Thì không, đây tôi quay lại cho các bạn nhé. Không hiểu đây nó là cái dấu tích gì. Đây, đây nằm cái khuôn viên, nằm ngay dưới dưới chân của cái khách sạn 5 sao Sheraton. Thì thật, đấy, tôi quay cho các bạn, tôi ghi hình cho các bạn thấy một góc khu nhà phố Từ Hoa đấy. Đấy, trước cái cây là cây, cây hoa sữa, các bạn thấy không, đẹp không? Trong này là toàn xây theo cái kiến trúc Pháp này các bạn ạ. Đấy, không gian này là đi vào cái cổng làng, từ trên dốc đường Âu Cơ đi xuống cái cổng làng Nghi Tàm đấy, đi xuống đấy các bạn ạ. Đấy, thì là có cái câu chuyện rằng là vào năm 1040 thì cái vua Lý Thái Tông ấy, thì ông vua này là con của vua Lê Lợi, là vua Lý Thái Tổ. Đấy, ông sinh ở Hoàng Thành Thăng Long. Năm 1000, và ông mất là năm 1040, là cũng ở Hoàng Thành Thăng Long. Đấy, con của vua Lý Thái Tổ và là cha của vua Lý Thánh Tông và ông nội của vua Lý Nhân Tông. Và bốn đời vua Lý, và đến đời vua Lý Thần Tông là đời thứ năm. Đấy, chỉ vì cái đất nước Đại Việt của mình ấy, thì là năm 1040 thì là ông có sai đón các cái thợ về cái nghề dệt vải vào trong cái Hoàng Thành Thăng Long để dạy cái nghề dệt vải cho các cung nữ. Và cũng cái năm đó thì ông ra cái chiếu lệnh là ông mở kho của triều đình
À đây đây. Rẽ đây. Ồ, rẽ đây là về về chùa Kim Liên đây. Đấy, ông xuống chiếu lệnh là vua Lý Thái Tông ấy, là phát hết các cái gấm vóc của nhà Tống trong kho cho các quần thần. Đấy. Và tỏ rõ cái ý là hoàng tộc từ nay sẽ dùng vải lụa tơ tằm của nước Việt. Đấy, sau khi mà dạy các cung nữ dệt được vải, và đây cũng là một cái mục đích tự tôn về dân tộc của nước Đại Việt mình ngày đó. Nên là từ đấy là trong cái kinh thành Thăng Long là cái nghề dệt vải lụa là vô cùng phát triển. Thì cũng nhắc lại là tới năm 1138 đấy, thì là tới cái vị vua Lý Thần Tông đấy, thì là công chúa Từ Hoa thì ông đưa ra đây các bạn ạ. Ông đưa ra đây và ông xây cái cung điện, một cái cung điện cho công chúa Từ Hoa cùng các cung nữ là trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ và dệt vải. Thế thì cái trại trồng dâu nuôi tằm nó thì gọi là cái trại Tầm Tang, là cái thời Lý. Đấy. Và công chúa Từ Hoa là sau này là truyền dạy cái nghề dệt vải. Cho cái người dân ở cái làng Nghi Tàm này. Đấy, ngày đấy là còn gọi là cái làng Tầm Tang. Đấy, trại Tầm Tang thời Lý. Và đến cái thời Lê thì là đổi thành đây là cái đất làng Nghi Tàm. Thì vô tình đến đây nhá. Ô, các bạn ơi. Đây. Đây không là cái không gian xưa là của khách sạn Thắng Lợi đi. Đây có lẽ là một cái tập đoàn của Mỹ, hình như là họ đã cải tạo, họ đã xây dựng một cái khách sạn 5 sao này ở khu vực này đây. Để mà tôi chạy ra ngoài tôi xem nhé. Đây. Đây là di tích chùa Kim Liên, đình Nghi Tàm là cái hướng vào đây. Thế còn cái khách sạn này là khách sạn không hiểu mang tên gì. Đây đây đây, để xem này. Đây tôi quay lại. Icon nhà Trần. Đây đây các bạn nhé. Nội Westlake này. Khách sạn Econeton các bạn thấy không? Đấy, ngay sát. Đấy, trong cái vùng đất của cái trại Tầm Tang xưa thời thời công chúa Từ Hoa đấy các bạn ạ. Đấy, nhưng mà tới thời Lê thì mới đổi thành cái làng Nghi Tàm. Sau khi mà công chúa Từ Hoa mất thì là người dân nơi đây là có xây cho công chúa đấy, một cái đền thờ. Sau đó thì là cái nơi đó đây thì là tới thế kỷ thứ thứ 17 đấy, thời vua thì là xây lên cái chùa mà thờ công chúa đấy, mang tên là chùa Kim Liên. Kim Liên hình dung như là một cái đài sen. Trên cái vùng Dâm Đàn, hồ Dâm Đàn xưa đấy các bạn ạ. Thế thì tôi xem thì tôi thấy là
cái khởi nguồn về cái xây dựng đầu tiên ấy của cái chùa Kim Liên này là xây vào năm 1443, thì tương ứng với đó là cái thời vua Lê rồi, giai đoạn Lê Sơ 1428 đến 1527, thế là ứng với cái thời vua Lê Nhân Tông. Đấy, ông trị vì năm 1442 và năm 1459. Thế nhưng tới thế kỷ thứ 17 là cái giai đoạn Lê Trung Hưng, là cái giai đoạn từ năm 1533 đến năm 1789. Thì trong đó thì là năm 1771, thời Lê Cảnh Hưng, thì là có trùng tu lớn cái ngôi chùa Kim Liên này. Thế bây giờ là tôi và các bạn, tôi sẽ đi vào cái chùa Kim Liên nhé các bạn nhé. Đấy, cái không gian này là cái không gian, cái góc máy quay, cái góc ghi hình này là cái ghi hình được cái cổng tam quan của cái chùa Kim Liên. Các bạn thấy có giống cái đài sen không? Đấy. Lọc ra phát thì nhìn cũng tựa tựa như là cái chùa một cột ấy các bạn nhỉ. Đấy. Cái ngôi chùa này là chính là trên cái nền cũ của cái đền thờ công chúa Từ Hoa, con gái của vua Lý Thần Tông đấy các bạn ạ. Cái chùa này là chùa thờ thờ công chúa Từ Hoa. Năm 1771, đấy, đời Lê Cảnh Hưng là trùng tu lớn cái chùa Kim Liên này. Đấy. Và 21 năm sau là thời hoàng đế hoàng đế Quang Trung thì là cho xây dựng lại lớn cái chùa Kim Liên này và có cái diện mạo như ngày nay là tôi đang ghi hình cho các bạn đây này. Thì trước khi vào cái chùa Kim Liên nhá, thì nhớ khi là cái chỗ này hay là tôi đi vào cái ngả rẽ này cho các bạn, ngả ngóc này để các bạn nhìn thấy được. Đây các bạn thấy không? Đây cái môi trường sống của người dân. Đây trong một cái ngõ nhỏ, đây là số 2 của một cái con ngõ của cái phố Từ Hoa này. Đây, đây bên này là tường xây mộc hết này các bạn này. Lạ thật, tĩnh lặng vô cùng. Đấy, tôi sẽ đi nửa cái con ngõ này. À, nhớ khi sang bên kia thì nó là khách sạn Thắng Lợi. Đây, tôi cứ thử đi hết rồi này. Một cái tuyến ngõ. Này các bạn nhìn thấy không? Yên nắng không? Đây, tôi cứ chọn cái giấc đi buổi trưa là như vậy đấy các bạn. Đây, xong rồi quay lại tôi sẽ ghi hình cho các bạn cái cổng tam quan của chùa Kim Liên. Đấy, Kim Liên là cái bông sen vàng xây dựng trên cái lòng hồ Dâm Đàn, đấy, gọi là hồ Tây đấy các bạn. Đây. Ôi có chó đây. Đấy, đi thẳng đây này, cái ngõ này các bạn nhé, là sẽ đi tới cái biên của khách sạn Thắng Lợi. Đấy, cũng nằm trên cái trục phố Từ Hoa. Đấy, do Cuba xây dựng cỡ chừng vào năm 1978-77. Đây là cà phê cuối ngõ này. Đấy, giờ là đi ngược. Đấy, từ cái con ngõ nhỏ đấy ra. Đấy, đi ra rẽ phải là sẽ tới cổng chùa Kim Liên. Đấy, các bạn nhìn thấy cổng chùa Kim Liên chưa? Tôi bước qua rào nhé. Đấy, trọn vẹn đây là cái góc ghi hình của cổng chùa Kim Liên này các bạn này. Đấy, người ta đánh giá này là cái tam quan của chùa Kim Liên thì là có một cái vẻ đẹp thầm kín và kiêu hãnh. Đấy, với kiến trúc là gỗ độc đáo, một hàng là bốn cột gỗ tròn
Bên trên có hệ công son đua rộng ra và phía dưới, tầng dưới thì thu hẹp lại. Đấy. Và có cái mái ngói cong vút. Đây là cái phong cách, hoàn toàn là cái phong cách của cái tam quan của cái chùa Kim Liên, là tam quan của thời nhà Lý đấy các bạn ạ. Đấy, gỗ này là gỗ, gỗ đây là tất cả là gỗ lim, và cái chữ hàng chữ trên là Kim Liên tự này, khẳng định luôn là ba cái chữ ở cái cổng chính là Kim Liên tự đấy các bạn. Đây, tôi sẽ đi vào nhé. Đây, bên bên cạnh này là cái cây vú sữa này, cây vú sữa này đua ra này. Đây, các bạn nhận nhìn thấy cái mái cong của cái tam quan cái cổng chùa Kim Liên chưa? Đấy, đây, trọn vẹn ở đây. Đấy, thôi đi vào xem nào. Ủa, ngăn ra không cho vào. Phải vào bên trong các bạn. Thấp này. Ôi, cái cổng gỗ vào. Đây các bạn nhìn này, thấp chừng khoảng. Thấp lắm các bạn ạ. Chỉ tầm hơn 1m8 thôi. Đây. Đấy, cổng chùa. Hai bên là hai tấm bia. Ôi, yên ắng thật. Đấy, hai bốn tấm bia dòng trầu đấy các bạn nhìn thấy không? Đấy, bạn nào đọc được chữ? Đây là Kim Liên tự rồi. Mặt trong mặt ngoài. Đấy, cái này nếu mà theo ghi lại là cái dáng vẻ là còn nguyên vẹn từ cái thời xây dựng năm 1792 đấy, thời vua Quang Trung ấy. Đấy, cái nền đầu được xây dựng cái chùa này là có ghi là năm 1443, thời vua Lê Nhân Tông. Thế như vậy là năm 1793 là sẽ rơi vào là 350 năm sau là vua Quang Trung là cho xây dựng lại cái chùa Kim Liên này. Đấy, để thờ, nói là thờ công chúa Từ Hoa. Đây, toàn bộ không gian đây các bạn thấy không? Yên ắng lắm. Bông hoa súng. Đây, tôi đi vào nhé. Không hiểu mấy cái tháp này là cái tháp gì. Có được cái tích ghi thì tôi sẽ đọc lại cái tích, cái sử ghi nơi đây là tốt nhất. Đấy, các bạn thấy không, yên ắng này. Bốn cây dừa, không hiểu các cái tháp này là có lẽ là tháp thờ các cái
các cái vị chủ trì của cái chùa Kim Liên này qua các thời. Đây, tôi đi ở đây, đây có đây, có tích này. Đây cái góc này nhá. Các bạn nhìn trọn vẹn này. Cái dáng hình của chùa Kim Liên này. Đấy các bạn thấy không? Đấy quay góc hình ra phía cổng tam quan Kim Liên tự này. Đấy cái khách sạn. Continental vượt hẳn lên. Đấy, còn đây là cái khách sạn Sheraton này các bạn thấy không? Đấy, tôi đứng hoàn toàn là mênh mông trong cái sân của chùa Kim Liên đấy. Đấy. Giữ nguyên kiến trúc thời nhà Lý. Đấy, cứ nhớ là cái nơi đây là cái trại tầm tang của công chúa Từ Hoa, con vua Lý Thần Tông. Đây. Đây 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 đây, có lẽ đây. Đọc này là gần nhất này các bạn này. Đây nhá. Đây đây đây. Chùa Kim Liên là bông sen vàng tọa lạc trên một gò đất cao ở phía đông của Hồ Tây, có nghĩa là Hồ Dâm Đàm đấy, thuộc làng Nghi Tàm xưa. Hiện nay là thuộc Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội. Chùa được dựng từ triều vua Lê Nhân Tông trên nền cũ của cung Từ Hoa thời Lý để thờ Phật và công chúa Từ Hoa. Có tên gọi là chùa Đại Bi, năm Cảnh Hưng thứ 32 là năm 1771. Đây. Tôi quay lại cho các bạn là các bạn nhìn rõ là cái mái chùa. Đây bên cạnh là cái cây mít này các bạn này. Yên ắng kinh khủng. Đấy các bạn thấy không? Đấy còn gọi là chùa Đại Bi. Năm Cảnh Hưng thứ 32 là năm 1771, chúa Trịnh Sâm đem gỗ từ chùa Bảo Lâm tới sửa chùa và đổi tên là Kim Liên. Năm Nhâm Tý là năm 1772 thì là đời vua Quang Trung, chùa được tu sửa và mở rộng. Chùa Kim Liên có quy mô kiến trúc bề thế gồm tòa tam bảo, kết cấu kiểu chữ tam, được xây kiểu mái chồng diêm, nếp nhà giữa cao hơn hai nếp trước và sau, tường xây gạch trần mà màu sắc của gạch kết hợp với việc trổ các cửa hình tròn. Đây các cửa hình tròn này. Sắc sắc không không, theo quan niệm Phật giáo đã tạo cho ngôi chùa một vẻ đẹp trang nhã. Đây, sắc sắc không không. Trông nhìn cái hình này như là kinh dịch nha các bạn nhỉ. Đấy, như một sắc sắc không không, theo quan niệm Phật giáo đã tạo cho ngôi chùa một vẻ đẹp trang nhã và độc đáo. Tam quan chùa có kiến trúc kiểu tam sơn rất đặc biệt. Cả khối kiến trúc đồ sộ đều làm bằng gỗ lim. Tam quan chùa chính là đấy. Đấy tam quan chùa đấy. Trên lợp ngói vẩy chạm khắc tinh tế, đứng thẳng trên cùng một hàng cột cái mà không có cột đỡ hai bên. Đấy, đúng thật. Hoa văn trang trí kiến trúc chùa chủ yếu là loại lá ba trẽ có gân nổi,
các đề tài trang trí được bố cục hài hòa, cân đối, đường nét uyển chuyển, nhưng thể hiện sự nỗ lực vươn lên chân thực vẫn là mục tiêu chính trong tinh thần nghệ thuật của chùa. Đây, cái chạm trổ đây các bạn này. Đấy, nhắc lại đây. Đấy, các cái chi tiết chạm trổ đây. Đây là người ta đánh giá này. Đấy là một cái nỗ lực vươn tới chân thực vẫn là mục tiêu chính của tinh thần nghệ thuật của chùa. Hiện nay di tích còn lưu giữ thì có 50 pho tượng tròn và hệ thống bia đá có niên đại tạo tác trải dài từ thời Lê, thời Tây Sơn đến thời Nguyễn. Đấy các bạn. Chùa Kim Liên thì được xếp hạng là cái di tích lịch sử sớm lắm các bạn ạ, ngày 28 tháng 4 năm 1962. Đấy, và cũng khẳng định luôn là chùa Kim Liên có những cái giá trị kiến trúc nghệ thuật độc đáo của thời Tây Sơn, thời Quang Trung, một thời đại hào hùng trong lịch sử của dân tộc. Đấy các bạn nhé. Cổng thì thời Lý. Đấy, các bạn nghe thấy tiếng chim hót không? Đây tôi quay lại cái góc hình này thì có lẽ là nó trầm mặc hơn các bạn. Đây, bên trong này nó trầm mặc hơn. Đấy, cái giấc nắng trưa các bạn không? Đấy, trong cái cung trong này của ngôi chùa này. Đấy, các bạn nhìn lại cái ngói ta của các cụ nhà mình nhá, lợp ngói này tôi với tay vào là các bạn thấy thấp lắm các bạn ạ. Đấy, tôi đứng tôi với tay cho các bạn thấy. Ấy, kiễng lên là được, kiễng chút xíu lên là được đấy các bạn. Đấy, cái tay tôi với đấy. Đấy. Đấy, cái gian chùa chính ấy bây giờ đóng cửa im lìm rồi các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy đánh giá bằng xây gạch này, cửa là cửa gỗ lim hết mà thấp lắm, thì tôi thì với cho các bạn xem nhé. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, cửa này gỗ lim hết các bạn này. Đây, các bạn nhìn thấy chi tiết không? Đây. Đây tôi nhìn thấy này. Lá nho chứ không phải lá sen. Đây cổng này thấp. Khoảng 1m8 này. Cửa vào có 1m8 này. Các bạn nhìn thấy chi tiết đây là đều là cột gỗ lim. Mà dưới là đài sen bằng đá. Đấy các bạn thấy không? Tối khắp om om không nhìn thấy gì các bạn. Không nhìn thấy gì. Gạch, bệ gạch như là gạch mắt tràng. Tam cấp 1, 2, 3 đây là bệ đá này. Đây là các bạn nhìn. Đài đá hết 2, 4, 6, 8. 8 cái hình lá sen mở. Thấp lắm các bạn ạ. Để đi cái giấc trưa này cũng yên ắng.
Đấy, góc kia là cái cũng có một cái văn bia này, không biết ghi gì các bạn ạ. Đấy, có lẽ là góc này là góc theo khả năng ghi hình của tôi là cái góc là trọn vẹn nhất về cái không gian mái chùa Kim Liên đấy các bạn. Đấy, các bạn nhớ nhá, là cái nơi này là thờ Phật và thờ công chúa Từ Hoa, con của vua Lý Lý Thần Tông. Đấy, nghề này, dệt vải cho cái đất kinh thành Thăng Long của mình đấy các bạn ạ. Cái không gian này, thời mà công chúa Từ Hoa ở đây thì là gọi là cái trại trại tầm tang, đấy, làng tầm tang. Đấy, nhưng mà đấy thời Lê thì là đặt lại tên là cái làng Nghi Tạp. Thế đã có một lần là tôi cũng cũng có một câu chuyện tôi nói cho các bạn rồi, là cái làng Nghi Tạp này thì là cái nơi quê hương của bà Huyện Thanh Quan. Đấy, bà sinh ở cái làng này là đầu thế kỷ thứ 19. Đấy, bà Huyện Thanh Quan là sinh năm 1805 mà mất năm 1848, có nghĩa là bà có 43 tuổi thôi. Đấy, nói đến bà Huyện Thanh Quan là nói tới cái bài thơ Qua Đèo Ngang. Đấy, bây giờ là tôi sẽ đọc lại cái bài thơ Qua Đèo Ngang của bà Huyện Thanh Quan cho các bạn nghe. Đấy, cái bài thơ đó là cái năm hai bố con tôi năm 75 trên đường vào Huế ra qua đèo ngang thì bố tôi cũng có đọc cái bài thơ đấy. Đấy, thể thơ là Thất Ngôn Bát Cú các bạn ạ. Bước tới đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen lá, lá chen hoa, lom khom dưới núi tiểu vài chú, lác đác bên sông rợ mấy nhà. Nhớ nước đau lòng con cuông cuốc, thương nhà mỏi miệng tiếng ra ra. Dừng chân đứng lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta. Đấy. Thế còn nơi đây cũng là cái nơi mà đúng cái mảnh đất này, ở cái làng Nghi Tạp này là cũng là nơi mà cái cuộc sống ẩn dật của cái thi sĩ Hồ Xuân Hương. Đấy, ở làng Nghi Tạp. Đấy, Hồ Xuân Hương thì là quê bà, tôi nhắc lại là Quỳnh Lưu, Nghệ An thôi. Đấy, bà sinh năm 1772 và mất năm 1822. Đấy, nhà thơ cuối thế kỷ thứ 18. Thế thì tôi cũng đọc luôn cái bài thơ mà tôi cũng rất thích, là bài thơ Vấn Nguyệt của bà, thi sĩ Hồ Xuân Hương. Trải mấy thu nay vẫn hãy còn, cỡ sao khi khuyết lại khi tròn, hỏi con Bạch Thố đã bao tuổi. Đấy, Bạch Thố nghĩa là mặt trăng ấy. Hỏi chị Hằng Nga đã mấy con, đêm tối cớ sao soi gác tía, ngày xanh còn hẹn mấy vầng tròn, năm canh lơ lửng chờ ai đó, hay có tình riêng mấy nước non. Đấy, hai cái bài thơ của hai bà đã từng sống ở cái làng Nghi Tạp này, trên cái đất tầm tang xưa đấy các bạn ạ. Đó là thi sĩ Hồ Xuân Hương và bà Huyện Thanh Quan. Điện ảnh lắm các bạn ạ. Đây có lẽ là trong cái giấc nắng trưa yên ắng này, hay tôi sẽ lại gần cái mặt chính của chùa Kim Liên, búp sen xưa trên hồ Dâm Đà là hồ Tây Nay. Tôi sẽ dừng hình. Đây, có lẽ tôi đứng ở đây tôi dừng hình hay hơn.
các bạn ạ. Đây, tôi dừng hình ở đây thì hay hơn. Các bạn nhé. Đây. Đây, không nhìn ra. Đây, có lẽ là nếu vậy là tôi sẽ dừng hình ở cái tam quan của chùa Kim Liên. Hơi ngược nắng thì các bạn ạ. Đấy. Nhớ tới công chúa Từ Hoa, cái con đường phía trước mặt nối cái đường Nghi Tàm, đường Âu Cơ mà vừa rồi mở rộng trong cái làng Nghi Tàm đấy là mang tên công chúa Từ Hoa đấy các bạn ạ. Đấy, một xíu rất trưa ghi hình một góc xíu cái làng Nghi Tàm, chùa Kim Liên này cho các bạn. Bây giờ thì thôi, tôi lại bước chân trở về. Chưa ăn trưa các bạn ạ. Về giờ tôi mới đi ăn. Đấy, tôi sẽ, các bạn nhớ là động viên tôi nâng những cái bước chân tôi đi. Thì các bạn là nhớ là đăng ký và chia sẻ cái kênh nho nhỏ của tôi là kênh Hà Huy Hà Nội Vlog, để tôi nói những cái câu chuyện có thể theo cái hiểu biết tìm hiểu của tôi về một Hà Nội xưa và nay các bạn nhé.